Rồi nếu không có ai tiễn dông cũ đi mà dông mới nó không tới thì vô chùa ở. Mẹ, một mình em sống kẻ ru, đúng không? Đức Phật thì ở một mình hay là ở với vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, công chúa như rồi La Hầu La, thì ở với ai? Ở một mình. Đức Phật sao mình vậy là đúng, đúng không? Đức Phật ở một mình. Còn mình đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình ở nhiều mình chưa chịu nữa là mình sai. Nếu muốn giải thoát, còn muốn luân hồi thì cứ bình thường, không có gì trở ngại. Ở đây thầy đang nói về pháp giải thoát, pháp để mà mình được giải thoát cái khổ đau ngay trong hiện tại này, in this very life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta phải được giải thoát. Mình sống có bao nhiêu năm mà đau khổ, thôi chết cha rồi sống chỉ mệt vậy.